Bà con mấy công ty đang tuyển, có công ty thứ tư là công ty tuyệt vời nhất. Bà con hãy con cháu bạn bè mình giới thiệu qua đây làm ha. Công ty đầu tiên là công ty thức ăn cho chó ở trên Tây Ninh, nhận tuổi từ 16 tuổi tới 50, 52, 53 tuổi. Công ty này thì làm về sản xuất thức ăn cho chó, thành ra điều kiện làm việc thì ngồi làm ngày làm đêm. Điều kiện làm việc thì cần có căn cước công dân là mình làm thôi nha. Thì công ty thứ hai là một cái công ty đặc biệt hơn, công ty nhận hồ sơ đầy đủ luôn, công ty điện tử TTA luôn thì nó cao, nhưng mà từ 18 tuổi tới khoảng 35, 38 tuổi thôi, phải biết đọc biết viết nha. Công ty thứ ba là công ty Furikawa, công ty này nhận hồ sơ nữ từ khoảng 40 tuổi trở lại, làm ở Sài Gòn và Yayaki là tại Bình Dương, là nói chung với nhau sản xuất dây điện. Nhớ là hồ sơ đầy đủ. Công ty Nhật nha. Công ty thứ tư, công ty tuyệt vời, đây là công ty cuối cùng thứ năm, công ty Sài Gòn Test. Đây là cái công ty rất là tốt, nó sản xuất con camera điện thoại iPhone, nó nằm tại khu công nghiệp V-Ship 2 đường số 7. Công ty này đã gắn bó với em 10 năm rồi đó. Điều kiện là nhà thức ăn sạch sẽ, ngon lành, nhà vệ sinh sạch sẽ, chế độ làm việc thoải mái là 4 ngày, 2 ngày là 4 ngày, 4 ngày đi, 1 tháng là 10 ngày, lẫn 10 tiểu. Rồi cuối cùng bà con, chúc bà con luôn bình an và hạnh phúc. Bà con nhớ đăng ký kênh Việc Làm Bình Dương và đăng ký kênh của em ha. Rồi chúc bà con luôn bình an. Bà con nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bình luận kênh. Nếu nói đến đây bà con còn xem ấy, bà con cảm thấy cái kênh em chia sẻ có ý nghĩa thì nhờ bà con hay toán YouTube hoặc TikTok vậy đó, thì khi bà con bình luận nè, bà con chia sẻ nè thì cũng giúp ích rồi thôi. Cuộc đời mình cho đi là còn mãi, đúng không bà con ha. Chào bà con, chúc bà con bình an và hạnh phúc. Cuối cùng ai thích đăng ký làm bánh mì, đăng ký làm cà phê liên hệ em nha. Rồi chào bà con.